Trong video này, Giang Huy 93 sẽ hướng dẫn cho các khán giả cách thông báo sạc pin trên iPhone và đặc biệt là thông báo cái thời gian sạc khi nào sẽ đầy. Thì anh chị xem đây, trên điện thoại Samsung á, mỗi lần mà anh chị cắm vào sạc thì nó sẽ báo là còn bao nhiêu khoảng thời gian nữa đầy. Và iPhone anh chị cũng muốn như thế. Anh chị thấy ở đây, thì trên điện thoại của thằng Samsung, khi mà anh chị cắm sạc vô, nó sẽ báo là còn bao nhiêu thời gian nữa. Nó ghi là sạc nhanh, còn 26 phút nữa sẽ đầy, 26 phút nữa sẽ sạc đầy. Và rất là nhiều khách hàng sử dụng điện thoại iPhone cũng mong muốn được như thế. Và cái cách làm thì thật sự rất là đơn giản. Bây giờ em sẽ thực hiện thao tác cho anh chị xem. Bây giờ anh chị xem, em cắm sạc vô. Thì khi em cắm sạc vào á, em mở phím tắt lên, em coi thời gian sạc đầy. Thì nó ghi là 1 giờ 12 phút nữa nó sẽ sạc đầy 100%. Cực kỳ tiện lợi cho khách hàng nào muốn có thông báo thời gian sạc đầy như thế này. Và cách làm cũng cực kỳ đơn giản như sau. Anh chị vào trong mục Safari, anh chị vào trong cái mục tìm kiếm, anh chị gõ giùm em cái mục Share Time, CHAGE. Anh chị gõ đúng cái từ này và em sẽ để cái link ở bên dưới phần mô tả để cho anh chị copy luôn cho nhanh. Và khi mà anh chị gõ cái từ này xong, nó sẽ ra một cái đề xuất như thế này, thì anh chị tiến hành bấm vào đây. Lúc này thì nó sẽ hiện ra một cái trang web như thế này. Anh chị xem, thì mình bấm vào đây, sau đó chờ cho nó chạy. Sau khi nó chạy xong á, nó hiện ra các đề xuất như thế này nè. Anh chị chọn vào cái dòng đầu tiên giúp em. Lúc này anh chị tiếp tục bấm vào trong cái mục Get Shop Cook ở đây và chờ cho nó tải cái phím tắt về. Sau khi nó hiện lên cái thông báo như thế này, anh chị bấm vào cái mục thêm phím tắt, chọn vào đây. Lúc này cái thời gian sạc nó sẽ nằm ở đây rồi. Anh chị có thể đổi tên cái thời gian sạc pin này từ tiếng Anh sang tiếng Việt để dễ sử dụng. Mình nhấn giữ, sau đó chọn vào chữ đổi tên, anh chị sửa thành cái chữ là thời gian sạc pin hoặc là thời gian sạc đầy, tùy anh chị đặt gì cũng được. Thời gian sạc đầy pin. Anh chị ghi cái chữ thời gian sạc đầy pin, sau đó bấm xong. Ở đây lúc này nó sẽ xuất hiện cái chữ thời gian sạc đầy pin ở đây. Bây giờ anh chị vuốt ra, anh chị lấy dây sạc, anh chị cắm vào thử xem. Khi anh chị cắm vào sạc pin, ở đây nó báo pin nhưng nó không báo thời gian sạc, thì anh chị bấm vào phím tắt, anh chị chọn vào mục thời gian sạc pin. Lúc này nó sẽ báo là thời gian còn 1 giờ 15 phút nữa sẽ sạc đầy 100% pin. Cái số đầu tiên là giờ, đằng sau là phút. Còn nếu như ở đây nó ghi không có ghi gì hết mà nó ghi cái số phút ở đây, ví dụ như nó ghi 49 hoặc 50, 55 gì đó, thì ở đây còn 49 hoặc là 55 phút nữa sẽ sạc đầy. Nên anh chị sẽ dễ quan sát cái quá trình sạc đầy hơn. Và đây là một cái ví dụ. Pin hiện tại cái chiếc iPhone này là 94%. Nó ghi là ở đây là 10 phút, 11 phút nữa nó sẽ sạc đầy 100% pin. Đối với những anh chị mà rành tiếng Anh á, nhìn sơ một cái là hiểu liền.
Còn đối với những anh chị mà ở Việt Nam mình á, thì em sẽ giải thích rõ ràng như thế. Và anh chị có thể cài cái phần trăm pin to thiệt to như thế này nằm ngoài màn hình của anh chị để anh chị dễ dàng quan sát khi mà pin mình hết. Đối với những cô chú lớn tuổi hoặc là những anh chị mắt đã yếu thì cái phần trăm pin nằm ở trên đây thật sự quá nhỏ, nhưng nằm như thế này là rất là to. Và để cài được cái phần trăm pin to như thế này thì cực kỳ đơn giản. Ở trên màn hình iPhone, nhấn giữ bất kỳ một cái phím nào cũng được, hoặc là nhấn vào khoảng trống. Khi mà những ứng dụng nó đã bị rung lên như thế này thì ở trên đây mình chọn vào dấu cộng ở đây, anh chị chọn vào đây, sau đó kéo xuống, kéo xuống cuối cùng, chọn mục pin. Mình chọn vào mục pin. Ở đây nó sẽ có một hai cái dạng hiển thị pin, đây là ô vuông, còn đây là hình chữ nhật. Còn bên đây là nó hiện nguyên một cái bảng thông báo, thì mình chọn vào trong cái mục đầu tiên như thế này. Anh chị thấy ở đây, sau đó bấm chữ thêm tiện ích. Lúc này nó sẽ ra màn hình nó nằm cái phần trăm pin rất là to. Nếu như anh chị nào mà có sử dụng AirPods hoặc đồng hồ, nó sẽ hiện phần trăm pin kế bên đây luôn. Và sau khi phần trăm pin nó ra ngoài màn hình to như thế này rồi thì mình bấm xong. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các khán giả trong video tiếp theo.